Hòa Tư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2023. Bò em chút trước chuẩn bị lên xe giao cho anh khách này ở La Dung Đồng Tháp. Xuống bắt 10 con bò phát kem lỡ. Phía đây. Con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Ủa An Giang, xin lỗi lộn. An Giang. Trời ơi An Giang. Rồi là còn lấy bốn con kia thì đi đồng Tháp thì ngày mốt mới vào. Đây. Nguyên cái lô này về Đồng Tháp, chợ mới An Giang. Em khách này với anh khách này là ở chợ mới An Giang. Đây anh nó rồi. Về chợ mới An Giang. Khách này ở An Giang. Mới An Giang anh. Mới An Giang. Dạ. Về cầu sống nhựa. Về gần cầu sống nhựa rồi. Về chợ mới An Giang gần cầu sống nhựa. Người đẹp ở An Giang. Những cái lô bò về An Giang là 10 con. Điểm dấu rồi ha anh chị. Từ số 1 đến số 10. Thì cuối quay em cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Đầu năm mới em chúc anh chị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý, rồi thành đạt không?